Đây để thầy hướng dẫn lại các bạn cách cài đặt phần mềm CCS này. Thì đầu tiên là các bạn vào cái thư mục cài này, các bạn giải download được cái file CCS giải nén này về này. Các bạn giải nén nó ra thôi. Chuột phải chọn Insert here. Password là rdviet.com. Đấy, ok, nó sẽ giải nén ra. Thì đây là thầy đã giải nén ra chỗ này rồi. Thì các bạn vào đây thì các bạn thực hiện cái phương bước 1 này, được chưa? Là cài đặt nháy kép vào nó. Đấy, chọn link thôi. Các bạn cứ vừa nháy kép vào xong bấm nhanh 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 là chạy xong nhờ. Sau khi cài đặt xong xuôi mọi thứ, khi nào có cuối chỗ cài đặt nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ web browser cho các bạn, thì các bạn đóng cái cửa sổ lại bình thường. Đấy, việc tiếp theo là bước 2 thì chúng ta không có file này thì thôi thì không update được, thì chúng ta đi luôn vào cái bước 3 là crack nó. Thì các bạn copy 4 cái file này vào thư mục cài đặt. Ở đây có sẵn 4 file rồi. Chọn được 4 file, bấm chuột phải, chọn copy. Xong rồi di chuyển đến thư mục cài đặt. Thì thư mục cài đặt chính là ở ổ C này. Program file này. Pixie này. Đấy, copy vào đây. Bấm chuột phải. Chọn paste thôi. Nhá. Dán xong là xong. Bây giờ làm thêm một thao tác nữa, đó là tạo ra shortcut ra ngoài màn hình, tức là tạo ra đường dẫn ra ngoài màn hình để cho dễ tiếp tiếp cận đến phần mềm. Thì các bạn đến cái file PCVK này này, nhá, bấm chuột phải, chọn copy, đó, cho ra ngoài desktop ngoài này này, nhá, chuột phải. Ở chỗ này lưu ý chọn paste shortcut, không phải chọn paste nhé, chọn paste là sai ấy. Chọn paste shortcut mới đúng. Đấy, paste shortcut thì nó sẽ ra cái này này. Đây. Đó, thì cái này là xong rồi đây. Nếu mà các bạn ngoài desktop mà chưa có biểu tượng này thì các bạn paste nó vào là làm như thế. Thế thôi.